Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog nguyễnnamthắng.com, nơi cập nhật chia sẻ những góc nhìn quan điểm cá nhân của bản thân Thắng về đầu tư tài chính, tự do tài chính, thị trường crypto và P-Network. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, như thường lệ, những chia sẻ của Thắng chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị và bạn yêu thích cái tập podcast hoặc cái video này và những cái podcast hoặc những cái video tương tự, thì đừng quên giúp Thắng để lại ý kiến của bạn ở phần comment. Đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường và P-Network nhá. Rồi, thì hiện tại Thắng đang ở trên cái trang stella.sui.ly. Thì đây là cái website để mà chúng ta có thể kiểm tra được cái tính khả dụng của một cái tên miền. Mà cái tên miền này nó có thực sự gắn với mạng Stella hay không? Thì nếu như bạn mua một cái tên miền, bạn chọn cái tên miền đó về mạng Stella thì ai cũng làm được. Bạn mất có vài đô la, bạn có thể làm được. Nhưng mà để một cái tên miền mà nó thỏa mãn được các yếu tố, ví dụ như là nó liên kết với máy chủ của Stella thì nó lại cần phải rất nhiều thông tin, đặc biệt là nó phải được kết hợp với cái máy chủ của nó, thì cái máy chủ của nó là stella.toml đó. Thì giống như cái Thắng chia sẻ phần trước, đó là chúng ta kiểm tra trong stella.toml thì chúng ta sẽ thấy ra rất nhiều thứ. Và với cái stella.toml này thì Thắng có thể kiểm tra được cái website là stellap.network nó có liên quan gì đến cái P-Network kia hay không, thì rõ ràng nó hoàn toàn có thể là liên quan rồi đó, bởi vì là chúng ta có thể thấy cái thông tin ở đây nó đều ở trạng thái là success, tức là thành công. Thì với cái trạng thái này nó chia ra làm ba cái ví mà chúng ta đã biết từ trước ấy, đó là cái P này, cái EP với cái WP. Thế thì đối với cái này thì người ta cũng show luôn cả cái ví đó, mà người ta cũng đưa ra một cái phần mô tả description, đó là P nó chỉ có liên kết với mạng Stellar thôi và nó đang trong quá trình gọi là mainnet, gọi là đóng mainnet đóng, và nó cũng phân loại luôn cả cái loại tiền này nó là tiền gì đó, rồi tên cái dự án, à tên cái đồng tiền đó luôn đó. Vậy thì mình thấy rằng là với cái tên miền này, rõ ràng nó là một tên miền có tính khả dụng, chứ nó không phải là một cái tên miền mua cho có rồi trỏ về mạng Stellar, đúng không? Đó, nó cũng có cả ví rõ ràng luôn như vậy. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì, chúng ta chỉ cần đợi mạng Stellar nó hoàn thiện cái V20 thôi, thì sau đó là cái việc họ chỉ cần đưa cái nâng cấp này, nó đổi cái ví này, nó bỏ cái cờ đi thôi. Bỏ cái cờ như thế nào, là bỏ cái cờ này này, nó sẽ chuyển từ cờ chu sang phô hết như thế này. Đó, thì giống như khi mà mình kiểm tra trong mạng pi cũng thế thôi đó, thì nó cũng sẽ toàn phô hết thì là được. Thì mình có thể vô mình kiểm tra thử ra trong cái mục explore này. Đó, thì mình có thể kiểm tra một cái ví nào đó bất kỳ, mình có thể thấy là nó rất là rõ ràng. Ví dụ đây, mình có thể kiểm tra thử cái ví GVIA này nha. Đó, thì mình có thể cân với phần cờ này, đó mình có thể thấy các cái giá trị nó phô hết thế này, tức là cái ví này nó là cái ví bình thường, không có bất cứ một cái vấn đề gì mà phải mà bị can thiệp cả. Các bạn nếu còn nhớ cái Thắng chia sẻ đó là cái CAP 35, là cái CAP 35, nó chuyên là những cái đề xuất có thể gắn cái cờ và thu hồi, cũng như là đóng băng cái tài sản của cái người đó sở hữu cái ví này, ví dụ cái ví đó chẳng hạn đó. Thế thì nếu một cái ví mà không bị gắn bất cứ một cái giá trị nào chu ở đây thì có nghĩa là nó không bị gắn cờ đó. Còn tất nhiên nó có bị theo dõi hay không thì mình không biết, cái đó là cái câu chuyện của cái thuật toán Stellar và Pico team họ làm việc thôi. Còn chúng ta hạn chế đến mức tối đa, chúng ta không có mua bán ví, mua bán pi theo trên OTC nhiều, thì chắc Thắng nghĩ rằng nó không có vấn đề gì cả đó. Thì Thắng cũng đã có một cái video hướng dẫn bạn cái cách cái này rồi, thì các bạn có thể xem lại cái video đó sau ha. Đó, thì mình quay trở lại cái câu chuyện về cái này đó, thì mình thấy rằng là cái website stellarp.network là có hoàn toàn cơ sở kết nối với máy chủ của Stellar, nó show ra tất cả những cái thông tin cụ thể ở đây, mình có thể nhìn thấy và tham khảo. Chúng ta có thể hoàn toàn check những cái dự án khác trên này bằng cái web này được đó, thì chúng ta có thể tham khảo về một cái điều này. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi, trong tương lai xem là nó nâng cấp như thế nào của anh chị các bạn. Rồi, thì Thắng đang ở trên cái GitHub của Pi Explorer, thì có một cái thông tin mà nhiều khi mọi người cũng khá là băn khoăn, đó là cái việc mạng Pi này với cái mạng Stellar này nó có phải là giống nhau hay không, hay là nó là hai cái độc lập khác nhau. Thì Thắng cũng đã giải thích rất là nhiều lần rồi, nó là độc lập và nó hoạt động khác nhau đó. Thế nhưng mà có một cái điểm chúng ta cần phải lưu ý, đó là dù sao đi chăng nữa thì cái mạng Pi á, nó vẫn được fork ra từ trên cái chain của cái Stellar Explorer, cho nên là về mặt lý thuyết mà nói ấy, thì rõ ràng là cái mạng Pi nó có cái sự liên quan rất mật thiết đối với mạng Stellar. Và Thắng cũng đã có một cái bài viết ở trên trang nguyễnnamthắng.com là cái việc mã nguồn Pi
nó có liên quan gì đối với cái Stella hay không đó. Đó thì trong cái bài viết này Thắng có giải thích rất là chi tiết để cho mọi người hiểu được là cái nguyên tắc của nó về cái việc là nó fork mã nguồn nó sẽ như thế nào. Và Thắng cũng có tìm thấy một cái video, có một cái trên YouTube, cái anh này giải thích rất là hay về cái điều đó, thì mọi người sẽ có thể hiểu được chính xác được là cái điều đó nó có nghĩa là gì ha. Thì sau khi mình xem xong cái video này, mình có thể tham khảo thêm một số những thông tin chia sẻ ở dưới đây, thì mọi người sẽ hiểu chính xác được là cái việc là cái Fox này nó có cái tác dụng như thế nào, nó thực sự có cái tác dụng. Và có một điểm quan trọng có thể rút ngắn mọi thứ, đó là khi mà mình fork ra như thế này thì người ta sẽ có những cái pull request đó. Thì nếu như Picotin họ muốn đưa ra cái yêu cầu gì đối với mạng Stellar thì họ sẽ đưa vào cái pull request này đó. Khi mà mình kích vào cái pull request này thì mình sẽ thấy có rất nhiều những cái yêu cầu của họ họ yêu cầu về cho mạng Stellar ha. Thì mạng Stellar họ hoàn toàn có thể kiểm tra nó để họ có thể thấy là nó ok hay không. Nếu như họ thấy nó ok thì họ sẽ cập nhật lên cho cái mạng Stellar chính. Còn nếu họ thấy không thấy ok thì thôi đó. Thì cái đó mình sẽ hiểu được về cơ bản cái dạng source code của cái GitHub nha. Vậy thì cái phần này thì nó được fork từ trên Stellar Explorer. Cho nên là mình sẽ thấy một số những cái thông tin ở trong này nó sẽ giống đối với cái mạng Stellar ha. Vậy thì khi mà Thắng kích vào cái phần screenshot này, cái phần màn hình này đó, thì mình có thể thấy một số những cái thông tin nó view ở đây. Thì ra kéo xuống dưới sâu một chút thì mình sẽ thấy có một cái phần quan trọng, đó là cái máy chủ của Stellar ha. Giống như Thắng chia sẻ từ ngày xưa ấy, là cái đuôi máy chủ của Stellar nó là cái đuôi TOML ha. Thì mỗi bất cứ một cái máy chủ nào nó đều có cái đó. Vậy thì đối với cái mạng Pi cũng vậy thôi, nó sẽ có một cái sự liên kết giữa cái Pi này này đối với cái mạng Stellar. Giống như mình Thắng chia sẻ trong một số những cái video trước ấy, đó là nó có cái thông tin ghi rất rõ trong cái ví Lobster ấy, là mạng Pi nó chỉ hợp tác với Stellar thôi chứ nó không có hợp tác với các mạng khác bên ngoài. Vậy thì chỉ về mặt lý thuyết mà nói, nó cũng có những cái thông tin như vậy. Và khi mà Thắng kích vô cái Stellar TOML này này đó, thì nó sẽ show cho chúng ta một số những cái hình ảnh. Đây, đó là về hình ảnh của một cái ví trên cái Ripple Fox, thì mình có thể thấy cái mã ví ở đây, thì nó có thể trích cái ví nó ha. Thì trong cái ví Ripple Fox này, mình vào cái phần payment này đó, thì mình sẽ thấy rằng nó có một số những cái thông tin liên quan đến cái CNY. Thì theo như Thắng hiểu, CNY nó là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đó. Đó, thì đây không phải là ECNY mà nó là CNY thường thôi đó. Thì đối với cái này thì mình sẽ thấy rằng là ở đây Thắng sẽ vào một số những cái thông tin ở dưới này để cho mọi người hiểu cái kỹ hơn ha. Đó. Thì đây là cái sàn của nó này, cái sàn Ripple Fox. Đó. Thì Ripple Fox là một cái sàn, nó có một cái máy chủ của Stellar. Thì trong cái sàn này thì nó cái này của Trung Quốc này, đó thì nó có rất nhiều các cái ví đó. Thì Thắng lên trên này thì Thắng thấy nó có một số những cái thông tin mình có thể quan tâm. Đây đây là cái ví của nó này. Đó, thì đây là cái phiên bản dành cho cài về máy tính này. À, cài về về máy tính hoặc là trên MacBook đó, thì mình có thể thấy những cái phiên bản dành cho mạng Stellar này, phiên bản dành cho mạng Ripple này đó. Rồi mình có thể đây là cái ví và Thắng vô đó. Đây là cái ví của nó này đó. Thì khi mình vô trong này mình thấy rằng là cái sự liên kết giữa Stellar đối với Ripple là thực sự là rõ ràng đối với cả cái sàn CNY đó. Rồi nó rõ ràng với cả Ripple, cả với Stellar, thì nó thực sự có cái sự liên quan đến nhau, nó rất là rõ ràng như vậy. Vậy thì cái sự mật thiết giữa Stellar với Ripple là chắc chắn, và thậm chí đối với cả Pi nữa, thì nó gần như là một cái bộ ba nó rất là hay, mà mình có thể thấy rằng nó sẽ thay đổi một cái nền kinh tế toàn cầu trên thế giới. Đối với Pi, đối với Stellar thì nó sẽ là tập trung chủ yếu về cái mảng gọi là giao dịch xuyên biên giới với cả các loại hàng hóa. Còn đối với Ripple thì nó sẽ là những cái nơi bổ trợ cho các ngân hàng, họ có thể kết nối rất rõ ràng hơn. Đó thì nó sẽ có thể có cái sự triển khai nơi thì dùng Ripple, nơi thì dùng Stellar không quan trọng. Quan trọng là nó có cái sự thông với nhau. Đó, cái điều đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi mà phát hành một cái đồng CBDC mà nó không có thể kết nối được với các cái CBDC bên ngoài ạ, thì nó sẽ gặp rất nhiều những vấn đề. Và chính cái quốc gia phát hành cái CBDC đó, họ sẽ gặp những vấn đề liên quan đến giao thương. Vậy nên là thay vì họ phát hành CBDC ở một nền tảng
thì họ sẽ phát hành CBDC trên nhiều nền tảng. Tức là gì? Họ có một lượng dự trữ CBDC nằm ở cái sổ cái của quốc gia họ và có một lượng nào đó được list lên trên cái mạng Stellar đó, thì để từ đó mà mình có thể giao thương giữa các quốc gia với nhau thông qua cái hệ thống chuyển tiền siêu rẻ siêu nhanh của mạng Stellar này là cái nhất. Cái thứ hai là nó có thể tương tác được với các cái dạng tiền điện tử khác, như vậy là nó sẽ có nhiều các cái cơ chế hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cần chờ đợi một số những cái luật quy định cụ thể đối với cái tiền crypto trước, sau đó là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà cái luật nó chưa rõ ràng về cái điều này thì cái tỷ lệ mà CBDC được chuyển đổi sang các cái đồng crypto khác nó rất là khó, và có thể nó chỉ được lựa chọn trong một số cái đồng tiền được chỉ định thôi, ví dụ như là XLM này hay là XRP này đó, hoặc là đồng Pi thôi đó. Thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào cái luật pháp của từng quốc gia. Quốc gia này cho phép được đổi từ đồng này sang đồng này thì ok, quốc gia khác họ không đồng ý thì không được đó. Có đổi sang đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể được rút về, vì bản thân nó cũng chỉ nằm trên cái nền tảng đó mà thôi, là như vậy. Thì nếu như mình muốn đổi như thế thì sẽ phải có người đồng ý đổi thì mới được, tức là có cung có cầu trong cái nền kinh tế nó như vậy đó. Đó thì mình sẽ thấy một cái này nó rất là hay. Thì mình cứ ngồi, mình cũng không cần phải hiểu biết nhiều về cái GitHub, cái code đâu, mình có thể mình xem, mình soi ra một số những cái thứ như vậy, mình có thể tìm kiếm để mình có thể xem xét đó. Thì như vậy mình sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ giữa Stellar với Ripple là có rất là sâu, và bây giờ về cả Pi Network nữa, thì đó là cái điều mà chúng ta không thể nào bàn cãi được nữa. Vậy thì khi mà cái mạng Stellar nó nâng cấp lên cái V20 ấy, thì rõ ràng là gì ạ? Là cái fork đây mình bảo lại cái fork ở đây này, nó sẽ vẫn giữ nguyên ha, chú anh chị các bạn, nó sẽ vẫn giữ nguyên. Còn cái việc là Pi Core Team họ có muốn nâng lên hay không á, thì họ chỉ cần nâng lên một số những cái thuật toán cơ bản để mà nó phù hợp thôi, thì cái đó là cái việc của Pi Core Team họ quyết định. Nhưng thằng tin là cái việc dù có lên hay không thì Pi Core Team hoàn toàn có thể tự quyết với cái điều này. Và cái quan trọng nhất là Stellar họ có mở những cái thông tin mà mình đã chia sẻ từ trước hay không, tức là Stellar có cập nhật hợp đồng thông minh dành cho các cái doanh nghiệp được kết nối hay không đó. Thì Pi Core Team chỉ cần kết nối hay không thôi. Và cái thứ hai nữa là Pi Core Team với Stellar có thống nhất về cái việc mở cái ví tổng ở trên mạng Stellar để nạp cái đồng Pi lên đó để sử dụng với cái mục tiêu là trao đổi với cái nền kinh tế thế giới với Pi hay không đó, với Stellar hay không đó. Thì lúc đó thì mình mới có thể nói được là gì ạ, là Stellar sẽ với CBDC sẽ cùng với Pi trở thành một trong những cái giao thương nó cực kỳ chặt chẽ, và Pi Network trở thành một cái nền kinh tế trong nền kinh tế của thế giới. Bởi vì là ở trong một quốc gia cụ thể sẽ có rất nhiều người khai thác Pi. Việt Nam mình cũng là một quốc gia có nhiều người khai thác Pi, nhưng Việt Nam mình không nằm trong khối G7, cũng chẳng nằm trong khối G20 đúng không? Thế nhưng mà nhiều quốc gia nó cũng khai thác Pi và nó nằm trong những cái khối như thế, hoặc là khối BRICS. Việt Nam mình cũng có tương lai có thể gia nhập BRICS thì sao đó. Thì cái câu chuyện đó là cái vấn đề liên quan đến chính trị thì mình không có bàn sâu, nhưng đó là cái câu chuyện là gì, là bất cứ một cái nền kinh tế nào trên thế giới, dù là liên minh kinh tế hay là đơn cực kinh tế, thì cũng đều có những người khai thác Pi trong đó. Vậy nên mình có thể đưa ra được một cái nhận định rất là rõ ràng là gì, Pi Network là một cái nền kinh tế trong các cái nền kinh tế. Vậy thì cái giả thuyết đưa ra đó là gì, là Pi trở thành một cái đồng tiền chung cho các nền kinh tế là hoàn toàn khả thi. Song song với đó chúng ta có cả Stellar và chúng ta có cả Ripple đó. Đó là một cái điều rất là quan trọng mà tao muốn chia sẻ với mọi người trong cái phần này. Thắng hy vọng video này nó hữu ích với mọi người, và mọi người đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Ngoài ra nếu như chúng ta quan tâm thêm những vấn đề khác về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online hoặc là học tiếng Anh, Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên blog nguyenamthang.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.